thể nặng nhất mà con người từng di chuyển. Khi công nghệ khoa học chưa phát triển như hiện nay thì việc rời non lấp biển là một điều khó khăn. Thế nhưng bây giờ, con người đã có thể làm được rất nhiều thứ tưởng như không thể. Chúng ta đang cố gắng chế ngự thiên nhiên, du hành vũ trụ, tạo ra các nguồn năng lượng nhân tạo thay thế, di rời, dịch chuyển những công trình, vật thể có khối lượng rất lớn. Hãy cùng khám phá những vật thể nặng nhất mà con người từng di chuyển nhé! Anahito hay còn biết đến với cái tên thiên thạch Kipchoge là một trong những thiên thạch lớn nhất từng va chạm và rơi xuống bề mặt trái đất vẫn còn sót lại tới hiện nay. Nó được nhận định là khoảng 4,5 tỷ tuổi và thời gian nó rơi xuống bề mặt Greenland là vào khoảng 10.000 năm trước. Nhưng mãi đến năm 1894, nhà thám hiểm Bắc Cực Robert E. Perry mới định vị chính xác được tọa độ của khối thiên thạch khổng lồ nặng hơn 30 tấn này. Sau đó, ông bắt đầu nảy ra ý tưởng đưa khối đá này về Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của New York. Tuy nhiên, trước khi đưa nó lên tàu để chuyển vào đất liền, ông phải đưa thiên thạch Kipchoge tới bờ biển. Ông yêu cầu xây dựng một tuyến đường sắt ở Greenland và nó là đường ray đầu tiên mà người dân bản địa có được. Phải mất tới 3 năm để xây dựng tuyến đường này và vận chuyển khối thiên thạch đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên New York. Máy bay. Con người dường như có một nguồn sức mạnh vô hạn nào đó mà bản thân họ có thể vẫn chưa thể nào khám phá hết. Chief Kevin Fast là một trong những con người bình thường cho đến khi anh ta được UNESCO ghi danh vào năm 1996 bởi thành tích kéo một xe tải nặng tới 17.600 tấn. 6 năm sau, anh nâng thành tích của mình lên thành 28,6 tấn. Trong cùng một quãng đường ấy, năm 2008, anh thậm chí còn tiến bộ vượt bậc hơn khi kéo một xe tải nặng đến 63,1 tấn. Chưa dừng ở đó, anh trở thành một siêu nhân theo đúng nghĩa khi đã kéo thành công một chiếc máy bay khổng lồ nặng đến 208 tấn vào năm 2009. Mặc dù việc dùng sức người để kéo máy bay là điều có thể làm được, nhưng cũng cần tới hơn mười mấy người hợp sức lại mới có thể dịch chuyển chiếc máy bay và dựa trên đà của nó để kéo nó đi một quãng đường. Di chuyển một tảng đá khổng lồ. Chắc hẳn bạn sẽ không tin vào việc người ta có thể di chuyển một khối đá nặng đến 340 tấn qua một ngọn đồi đúng không nào? Đây là một điều dường như không tưởng. Tuy nhiên, một nhóm các kỹ sư đã tiến hành vận chuyển khối đá đó từ thung lũng Riverside Country, California đến Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles với tổng quãng đường lên đến 136,8 km. Bạn có tò mò họ vận chuyển bằng cách nào hay không? Họ sử dụng những máy móc hạng nặng chuyên dụng để kéo tảng đá lên và đưa vào chiếc xe tải khổng lồ có khoảng 176 bánh xe. Chiếc xe tải khổng lồ này nhích đi với tốc độ là 16 km/h và phải mất hơn 10 ngày mới đến nơi. Họa sĩ Michael Heischer muốn dùng hòn đá này để hoàn thành bức điêu khắc ngoài trời mang tên Levitated Mask. Bức điêu khắc này độc đáo ở chỗ du khách sẽ đi bộ ngay dưới tảng đá khổng lồ, sau đó thì chiêm ngưỡng nó dưới một góc độ hoàn toàn mới. Động cơ nặng 850 tấn. Cơ quan giao thông vận tải Texas đã tiến hành vận chuyển một động cơ túc bin hơi nặng đến 850 tấn từ cảng Houston đến một nhà máy điện ở Regen, phía đông của Waco vào năm 2010. Các nhà chức trách đã phải sử dụng hai xe tải với tổng cộng 520 bánh xe. Chiếc xe tải có chiều dài gần bằng một sân bóng đá, còn chiều rộng xấp xỉ 11,9 mét. Tổng quãng đường mà động cơ này được di chuyển là 402 km đi qua 82 cây cầu với vận tốc khoảng 16 km/h mỗi ngày. Thậm chí hành trình của chuyến đi này đã được đăng hẳn lên YouTube và được cho là vật thể nặng nhất từng được di chuyển ở Texas của Mỹ. Cự thạch Bayonbeck. Tàn tích Bayonbeck có tên gọi là đền Jupiter, nằm ở miền đông Lebanon gần biên giới với Syria. Công trình cổ đại này gồm cái sân rộng lớn được xây cất trên nền đất rộng mà ngày nay vẫn còn 3 bức tường khổng lồ ngăn đỡ. Những bức tường ngăn này được hình thành từ 27 khối đá vôi với kích thước lớn hơn bất kỳ khối đá vôi nào có thể được tìm thấy trên thế giới. Mỗi khối đá nặng ít nhất là 300 tấn, đặc biệt trong đó có 3 khối đá nặng hơn 800 tấn nổi tiếng với tên gọi Đại Tam Thạch. Ngoài ra, tại khu vực mỏ đá còn có một tảng đá nguyên vẹn đã được xử lý lớn nhất trái đất, nó có tên là tảng đá thai phụ. Ước tính nặng 1.650 tấn, với kích thước 21,5m x 4,8m x 4,2m. Với kỹ thuật ngày nay, phải cần 24 cần cẩu hàng nặng mới có thể nhấc nó lên được. Nhưng di chuyển nó là điều không tưởng. Điều này cũng nêu ra câu hỏi về cách vận chuyển những khối đá tảng 800 tấn tới địa điểm xây dựng nếu chúng từng thực sự được vận chuyển. Tàu thủy. Câu chuyện về anh chàng kéo máy bay khiến bạn ngạc nhiên, khó tin và ngưỡng mộ thì câu chuyện kéo tàu thủy sẽ càng làm bạn khó tin hơn. Một người đàn ông 34 tuổi có tên là Simon Fox đã kéo một tàu khu trục hải quân hoàng gia loại nhỏ nặng khoảng 2.000 tấn chỉ bằng một sợi dây thừng.
Màn trình diễn được thể hiện trong một buổi từ thiện ở xưởng đóng tàu Devonport, Plymouth. Đây là một điều phi thường, tuy nhiên ngay sau khi biểu diễn, Frog đã gặp phải chấn thương và bị khó thở. Tên lửa. Người ta thường sử dụng xe tải chuyên dụng để vận chuyển tên lửa. Ít ai biết rằng, những chiếc tên lửa phóng ra ngoài vũ trụ chỉ là một phương tiện để vận chuyển các vệ tinh và tàu vũ trụ vào quỹ đạo. Và tất nhiên, phải có người di chuyển nó vào vị trí của bệ phóng. Khối lượng của chúng không hề nhỏ. Người ta đưa nó vào đúng vị trí là sứ mệnh đầu tiên mà NASA phải thực hiện để đưa các phi hành gia ra ngoài vũ trụ. Vào thời điểm thập niên 60, thập niên 70, thời khắc mà con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, công nghệ chưa phát triển và việc dịch chuyển tên lửa Saturn V vào bệ phóng là hết sức khó khăn. Saturn V cao khoảng 110,6m, cao hơn 18,3m so với tượng nữ thần tự do. Và khi được đổ đầy nhiên liệu, nó nặng khoảng 3.100 tấn, một con số vô cùng khủng khiếp. Nó tương đương với trọng lượng hơn 400 cá voi. Để di chuyển vật thể khổng lồ này, NASA đã phải sản xuất ra một loại xe tải to đúng gần bằng chiếc tên lửa. Quãng đường vận chuyển là khoảng 5,6 km. Toàn bộ bề mặt con đường được trải một lớp đá có thể giảm ma sát. Chiếc xe tải này được thiết kế đủ trọng tải để vận chuyển được 3 chiếc Saturn, nhưng chưa ai dám kiểm nghiệm điều này bao giờ. Khách sạn Montgomery, 4.816 tấn. Nếu như bạn cho rằng khối lượng 3.000 tấn của những chiếc tên lửa đã là khủng khiếp, thì vật thể mà con người có thể di chuyển dưới đây sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Khi khách sạn Montgomery được mở cửa tại thành phố Senju của Mỹ vào năm 1911, thì khách sạn này là biểu tượng cho sự sang trọng. Nhưng tới đầu những năm 1990, nó trở thành một tòa nhà bỏ không. Không gian nơi khách sạn tọa lạc cũng được lên kế hoạch dùng để xây một tòa nhà mới, hiện đại hơn. Người ta sẽ thực hiện công việc tháo dỡ, thế nhưng họ đã quyết định sẽ di chuyển nó khoảng hơn 50 mét thay vì phá hủy tòa nhà theo cách thông thường để lấy chỗ cho công trình mới trong khi vẫn giữ lại tòa nhà cũ. Dù một số phòng ốc sẽ bị phá và toàn bộ tầng 1 cũng không giữ được như cũ, nhưng ít ra thì những người hoài cổ vẫn sẽ có thứ để chiêm ngưỡng. Tổng chi phí cho việc di chuyển tòa nhà nặng hơn 4.000 tấn này lên đến 3 triệu đô. Tàu Titanic. Đâu thể không kể đến tàu Titanic khi nhắc tới những vật thể năng khủng khiếp mà con người có thể di chuyển cho được. Con tàu huyền thoại này đã đâm phải một tảng băng trôi và chìm xuống lòng biển ngay trên chuyến đi đầu tiên của mình vào năm 1912. Với những con tàu to lớn khác, mọi người thường bơm đầy nước vào ủ tàu để tàu có thể tự nổi, rồi dùng động cơ để di chuyển. Tuy nhiên, tàu Titanic được đưa xuống biển theo cách truyền thống, đó là sử dụng trọng lực để đẩy nó xuống nước. Con tàu sau khi được hoàn chỉnh nặng đến 26.000 tấn. Các công nhân đã phải sử dụng 22 tấn mỡ động vật và xà phòng để bôi trơn trên khu vực dày khoảng 2,5cm trên đường trượt để tàu Titanic có thể trượt xuống nước biển. Con tàu sau đó trượt trên những cây gỗ và xuống biển thành công. Chỉ có điều với kết cục bi thảm ngay sau đó, có lẽ những người góp công sức đưa con thuyền xuống nước sẽ thầm ước rằng mình chưa từng bao giờ làm như vậy. Giàn khoan khí đốt. Giàn khoan khí đốt có trọng lượng lên tới 1,2 triệu tấn và chiều cao khoảng 471,8 mét, giàn khoan John A. đã trở thành một trong những vật thể nặng nhất mà con người từng di chuyển tính tới thời điểm hiện tại. John A. nằm ở khu vực bờ biển phía Tây của Na Uy và ngay từ lúc bắt đầu đi vào hoạt động, nó đã lập kỷ lục là giàn khoan lớn nhất thế giới. Và mới đây phải nhường vị trí đứng đầu cho giàn khoan Petronius. Việc di chuyển giàn khoan khí đốt khổng lồ này là một bước ngoặt lớn của loài người. Đội ngũ làm việc đã phải sử dụng 10 tàu kéo, 8 tàu phía trước để kéo giàn khoan, hai cái còn lại đi đằng sau để chỉ đạo. Hạm đội này di chuyển với vận tốc 1 hải lý trên 1 giờ và sau 7 ngày 6 giờ giàn khoan mới đến được đích. Thế mới biết con người lớn lao đến chừng nào, có thể biến những thứ tưởng tượng là không thể thành có thể. Các bạn vừa xem xong video 10 vật thể nặng nhất mà con người từng di chuyển. Và vật thể nặng nhất mà bạn từng di chuyển là bao nhiêu kg? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé!